À, đây là giếng nước của Đức Phật Thầy Tây An còn lưu lại ở tại Phước Điền Tự. Để bảo quản cho giếng nước được trong sạch và có thể thỉnh uống, cho nên là các cô chú ở đây làm một cái nắp ở phía trên đậy lại để tránh những cái bụi cát hay là lá cây rơi vào giếng. Đây là phần nước ở dưới đáy giếng. Đây là một cái di tích của Đức Phật Thầy Tây An rất đặc biệt quan trọng đối với đoàn hậu tấn của chúng ta sau này. Và đây là nước ở dưới giếng múc lên quý vị, và khi mình uống vào thì nó cũng ngọt và nước rất là trong. Đây có thể xem là một bảo vật của Đức Phật Thầy để lại. Giếng nước được xem là một di tích thiêng ở phía trước chùa Phước Điền Tự. Trại ruộng thời xưa thì còn lắm quang du, và nhất là rất khan hiếm về nước ngọt. Do đó, việc khai quang lập nghiệp ở đây thường gặp rất nhiều khó khăn. Chính Đức Phật Thầy Tây An đã đích thân tìm chỗ đất có mạch nước và xác định nơi đào cái giếng học để lấy nước sạch uống và sinh hoạt cho cộng đồng ở các trại ruộng. Giếng nước hôm nay luôn được hậu thế bảo quản trông nom và xem nó như là một bảo vật của Đức Phật Thầy Tây An còn lưu lại.